Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Hôm nay xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Kia Sorento ạ. Tại sao đầu tháng em đã cập nhật cho anh em giá rồi và bây giờ em lại cập nhật giá cho anh em nữa? Bởi vì chiếc xe Kia Sorento bây giờ đang được hỗ trợ về giá xe rất là sâu cho anh em. Chiếc xe Kia Sorento nó đang là doanh số bán số 1 của dòng phân khúc hạng C. Mà tại sao nó được giảm giá nhiều như vậy? Bởi vì thị trường giờ đang xuống rất là sâu nên các chương trình khuyến mại của các đại lý của các hãng xe đang rất là nhiều cho anh em. Thì để kích cầu cho em mua xe. Thời điểm này em nghĩ là anh em đang mua xe đang được giá rất là hấp dẫn đấy ạ. Ok, vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chi bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh cho cả 4 phiên bản, từ phiên bản 2.0 Premium, 1.6 Luxury, 1.6 Deluxe và bản số sàn ạ. Để cho anh em sự lựa chọn về tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sorento bản 2.0 Premium ạ. Đó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Sorento ạ. Với giá niêm yết nó đang là 685 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 655 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh là 30 triệu tiền mặt nhá. Rất là sâu từ khi mà ra phiên bản mới, phiên bản Sorento mới này thì chiếc bây giờ thời điểm này đang là giảm giá nhiều nhất cho anh em đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Cái giá này thì em sẽ là luôn luôn cam kết thị trường cho anh em. Bởi vì cái giá anh em liên hệ cho em sẽ được giá được tốt hơn. Bởi vì cái giá này em chỉ được giá công bố thôi. Còn giá cụ thể thì em hãy gọi điện cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Sorento bản 2.0 Premium này lăn bánh nhân nội giờ đang là 760 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 728 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 746 triệu đấy ạ. Đó. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó như nội thuế sang 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sang 10%, biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sang 10% và biển số là 20 triệu. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sorento bản Luxury, bản 1.6 Luxury ạ. Với giá niêm yết nó đang là 639 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang giảm giá cho em là 38 triệu tiền mặt. Giá xuống còn là 601 triệu thôi ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Kia Sorento bản Luxury này lăn bánh nhân nội giờ đang là 700 triệu tròn ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 669 triệu thôi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 687 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mình chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì tội em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm ạ. Còn một số các chi phí khác mình chưa tính nữa đó là chi phí mềm. Hay gọi là chi phí lót tay, từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Mỗi một tỉnh là chi phí khác nhau nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ. Nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sorento bản 1.6 bản Deluxe ạ. Với giá niết nó đang là 584 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhá. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 564 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em là 20 triệu tiền mặt ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Kia Sorento bản Deluxe này lăn bánh nhân nội giờ đang là 657 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 627 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 645 triệu đấy ạ. Sẽ là có 7 tỉnh thuế sang 12% và có một tỉnh đó chính là tỉnh Hà Tĩnh thuế sẽ là 11%. Anh em trong 7 tỉnh đấy thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em để em sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhá. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sorento bản số sàn ạ, nó bản thấp nhất của dòng xe Kia Sorento ạ. Với giá niêm yết nó đang là 544 triệu ạ. Hiện tại trong tháng 4 này thì đại lý chúng em đang bán cho em với giá đang là 524 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 20 triệu tiền mặt đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá.
Vậy thì chiếc xe Kia Cerato bản số sàn này lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 612 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 583 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 601 triệu đấy ạ. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng chi lăn bánh này cho em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ dòng xe của Kia Cerato rất là chi tiết cụ thể rồi. Ok, vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Suzuki hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn về tài chính mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.